Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề thi GLPT N1 phần thi ngữ pháp. Đầu tiên là môn đai 5, môn đai ngữ pháp trong câu. Câu 26 này. Okane ga hoshii na dakedo attara atta kikkou fuan de shou ne. Chúng ta sẽ dùng trợ từ ga, mo, de hay là to ở trong câu này. Thì ở đây mọi người thấy có dạng cố định đó là gì nhỉ? Ngữ pháp Atara atta thì đằng sau chắc chắn phải là trợ từ de đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án đúng là 3 nhá. Ngữ pháp tara ta de có nghĩa là nếu mà có cái điều đó ấy, thì nó lại phát sinh những cái thứ khác. Câu này là ông muốn có tiền thật đấy, thế nhưng mà nếu có tiền ấy thì lại khá là lo lắng, khá là bất an, bị người ta trộm hay là không biết phải tiêu vào việc gì, mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Chúng ta sẽ chọn phương án đúng là 3, cụm cố định tara ta de. Ở câu số 27 này. Tatoe ikkoku no shiusho tsumi o okaseba taiho sareru. Ở đây mọi người thấy có tatoe, các bạn sẽ nghĩ ngay là nếu mà N3 nó sẽ có temo hoặc là demo. Nhưng mà rất tiếc ở đây không có cái nào là như vậy hết. Nhưng mà nó vẫn là dạng thức tương tự như là temo, demo, nó diễn tả cái diễn tả nó diễn tả cái yếu tố mang tính chất là dù là đối tượng đó đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xem cái nào là phù hợp nhá. Dù là thủ tướng của một nước nhưng nếu mà phạm tội ấy thì cũng sẽ bị bắt. Số 1. Các bạn có o yo so ni, cái này có nghĩa là bất kể bất chấp, thì thông thường phía trước nó sẽ thường là những từ chẳng hạn như là hantai o yo so ni. Này, bất kể bất chấp kazoku no hantai o yo so ni. Hantai này. Ryugaku shitai, bất kể sự phản đối gia đình tôi vẫn muốn đi du học. Câu 2, towazu. Cũng là bất kể, không quan tâm tới, nhưng mà thông thường đằng trước là những cái từ mang tính chất là có thể thay đổi đúng không? Ví dụ như là koku, kokuseki, o towazu, bất kể quốc tịch này. Đấy, hay là bất kể seibetsu, bất kể giới tính. Hay là bất kể gakureki, bằng cấp, học vấn. Thì đằng sau là ví dụ chúng tôi đều tuyển, đều có thể tham gia. Không phải toshite. Toshite là với tư cách. Ví dụ như là ryugakusei toshite là với tư cách du học sinh. Đấy. Kusuri toshite là như là một loại thuốc, không đúng. Deare là gì nhỉ? Dù là. À cái thằng này nó giống như là temo, demo nhá. Nhưng mà nó trang trọng hơn. Đấy. Nên là chúng ta sẽ chọn 4 là đáp án chính xác. Câu cả hai câu này đều là kiến thức N1. N1 này. Đây cũng là N1. Tiếp theo, câu 28. Gunji Kichi o bunseki suru ni wa Ese gazo nan nan ni daro. Ở đây có từ Gunji Kichi, nó là căn cứ quân sự. Để phân tích căn cứ quân sự ấy thì có lẽ đằng trước các bạn thấy là đang dùng từ ảnh vệ tinh này, thì chúng ta dùng cái ngữ pháp nào phù hợp? Câu số 1, Ryoshi Tamono. Các bạn có Tamono, Tamono da mang nghĩa là thường hay đúng không? Ví dụ như là Kuromono Toki, Kono Kawa de Oyoi da Mono da là tôi thường hay bơi ở con sông này hồi còn nhỏ. Đấy, nó dùng như vậy. Chứ không có tà mono đà rồ nhá, nên là chúng ta sẽ loại một một không phù hợp. Số 2 Diositara, Diositarai có nghĩa là nên nên sử dụng cái này, đưa ra một lời khuyên nhẹ nhàng giống như là toi bai hoặc là giống taradoka. Chính xác, đúng ở đây chúng ta sẽ chọn phương án 2 là chính xác nhất. Lời khuyên một cách nhẹ nhàng nên sử dụng ảnh vệ tinh này. Thì đây là một câu N3. N3 các bạn đã học cái này rồi. Số 3 các bạn có Diyoshita Tokoro. Ngữ pháp đi với Tokoro ấy mà chia thể tá ấy, thì có khá nhiều. Thứ nhất, Ta Tokoro da mang nghĩa là vừa mới. Ví dụ Kaeta Tokoro da, tôi vừa mới về. Không có Ta Tokoro da rồi nha. Ta tokoro khi mà ở lửng câu mà nghĩa là ngay sau khi A thì biết được cái điều gì đó B. Đấy.
Ở đây không phải là lừng câu ở cuối câu không đúng, hoặc là tà tukuro de mang nghĩa là dù có a thì cũng đằng sau là một điều vô nghĩa, không phải. Số 4, diyoshita made, chúng ta có tà made da mang nghĩa là chỉ là đã, ví dụ như là watashi wa tada yaru beki koto yatta made da, có nghĩa là tôi chỉ là tôi làm cái việc tôi nên làm thôi. Đấy, chứ tôi không có ý gì cả, không có ý đồ là muốn báo được báo đáp vân vân. Đây cũng không có made da ro cả. Chúng ta sẽ không lựa chọn đúng, đây phải là số 2. Thì trong phần thi N1 vẫn có thể hỏi những cái câu kiến thức ở cấp dưới, các bạn lưu ý nhá. Câu số 29 này. Otoko wa tsurayo series wo chichi wa shibashiba DVD wo karite kuru. Các bạn thấy ở đây có nhân vật là bố đúng không? Bố tôi này, viết như này là bố tôi rồi. Động từ là động từ yêu, như vậy là nếu mà dùng động từ yêu với bố tôi ấy, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể dùng thể bị động được. Nếu như là bố tôi được yêu thì ok, nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta thấy là đang dùng là series, vậy là có nghĩa là bố tôi yêu cái series, cái series này, vậy mà lại dùng thể bị động, nó biến, thứ nhất là về mặt nghĩa bị động là không đúng, thứ hai là nếu mà mang tính chất tôn kính ngữ thì lại càng sai, không được dùng cho người nhà, vậy là chúng ta có thể loại nhanh được 1 với 3 nhá. Vậy còn 2 với 4. 2 với 4 này chúng ta có là dạng chủ động, có nghĩa là bố tôi yêu, bố tôi thích cái series. Thì xem khác biệt ở chỗ te irarenai hay là te yamanai. Te irarenai hay là chính là te wa irarenai, có nghĩa là không thể cứ như vậy. Chẳng hạn như là konomama nombiri shite wa irarenai, không thể cứ nhởn nhơ thong dong mãi như này được. Đấy, không phù hợp. Không thể nói là bố tôi không thể cứ mãi yêu cái series này, trong khi đằng sau nó bảo là gì đấy, bố tôi thường xuyên mượn cái đĩa DVD đấy về nhà đúng không? Nên là cái câu số hai là câu sai. Vậy thì đúng là đúng của chúng ta sẽ là số 4. Aishite yamanai. Aishite yamanai nó mang nghĩa là cái hành động phía trước là hành động mà người ta luôn luôn như vậy. Đấy, hoặc có thể dịch là tha thiết. Nó thường là những từ diễn tả tình cảm, cảm xúc, chẳng hạn như là aisuru. Aishite yamanai là yêu tha thiết. Inote yamanai là luôn luôn mong cầu như thế. Negate yamanai là luôn luôn mong muốn như thế. Shinjite yamanai là tin tưởng một cách sâu sắc, đúng không? Vẫn luôn tin như vậy. Nó sẽ đi với những động từ như này, thì đây là phương án phù hợp nhất. Bố tôi, người mà yêu tha thiết cái series đàn ông cũng khổ lắm, thì ông thường xuyên mượn đĩa VD về này. Câu 30. Shosetsuka no suiri shosetsu wa yoku yomarete iru ga sono omoshirosa suiri, đây là trinh thám, tiểu thuyết trinh thám của nhà văn kia ấy, thì thường được mọi người đọc. Và cái ở đây chúng ta thấy là sono omoshirosa là cái độ thú vị của nó, đúng không? Chúng ta có câu số 1 này. Toitaranai có nghĩa là cực kỳ vô cùng. Nó đi với tính từ y hoặc là danh từ. Ví dụ như là osoroshi toitaranai có nghĩa là cực kỳ đáng sợ. Oishi toitaranai là cực kỳ ngon. Hay là biến nó về danh từ là oishisa toitaranai có nghĩa là cái độ ngon. Tức là khủng khiếp. Vậy thì đây là phù hợp rồi đúng không? Đây là danh từ này. Đây là đang khen cái cuốn tiểu thuyết đó ấy, thực sự cực kỳ là tuyệt vời nhá, cực kỳ thú vị. Chúng ta sẽ chọn một. Số 2, Toyu Tokoro da, cái này chúng ta sẽ không thể chọn được, bởi vì Toyu Tokoro da mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất sẽ giống Toita Tokoro da, có nghĩa là cùng lắm. Đấy, cùng lắm là nó diễn tả cái mức tối đa, chẳng hạn như là Daisho sha su wa Hyakunin Toyu Tokoro da, có nghĩa là cái người mà đến tham gia ấy, đấy, thì cùng lắm là 100 người. Hoặc cái nghĩa thứ hai nó giống tối ưu cô tổ đà, nó mang nghĩa là giải thích, có nghĩa là chẳng như là consumer sửa san den kyu chisana natsu yasumi tối ưu tokoro đà nè, có nghĩa là chủ cuối tuần này được nghỉ 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, có nghĩa là mình được nghỉ một cái kỳ nghỉ hè nhỏ nhỏ. Nghỉ hè thì nghỉ 1 2 tháng, nhưng mà đây có 3 ngày liền thì mình coi nó là gì đấy, một kỳ nghỉ hè nhỏ, không phải trong cái tình huống này là chúng ta không chọn hai được. Câu số 3 này. Dokuro dewa nai là không phải lúc, hoặc là không thể làm được điều gì đó vì lý do. Chẳng như là kikkon dokuro dewa nai, đúng không?
Okane ga nai no de kikkon dokoro de wa nai, vì không có tiền nên là không phải lúc kết hôn. Hay là Sukudai ga oi no de asobi dokoro de wa nai, vì bài tập nhiều nên là không phải lúc để chơi. Không đúng nhá. Toyu wake da mà nghĩa là có nghĩa là thả nào mà, không phải. Đúng đây phải là ichi. Đây là ngữ pháp N1. Và câu bên dưới cũng là ngữ pháp N1. Vậy là cái đề này khá là nhiều ngữ pháp N1. Câu 31 này. Nankai mo rihasaru gì đó, cô tổ ngã butai hayu tachi o ochitsukaseru. Ở đây có từ rihasaru là diễn tập, luyện tập trước nhá. Đấy. Nâng cái mộ là nhiều lần này. Các bạn thấy là shite oru, shite naranai, shite mo minai và shite oku. Thì chúng ta xem nào phù hợp. Đầu tiên shite oru. Shite oru chính là khiêm nhường ngữ của shite iru. Chúng ta có iru, chúng ta có oru là khiêm nhường ngữ của iru mà, imasu mà. Ví dụ như là chúng ta nói là Tokyo ni sunde orimasu, tôi đang sống ở Tokyo. Đấy. Ở đây rõ ràng chúng ta không được dùng tôn khiêm nhường ngữ, đúng không? Loại trừ này. Số 2, shite naranai. Te naranai mang nghĩa là cực kỳ vô cùng. Ví dụ như là kuyashikute naranai, cực kỳ hối hận. Omoi te naranai là luôn luôn cảm thấy như vậy. Lúc nào cũng nghĩ như thế, không phải. Nó sẽ thường đi với lại những từ chỉ tình cảm, cảm xúc cơ, trong khi đây là từ dihasaru, nó gần giống từ renshu, là từ chỉ hoạt động. Shite mo minai ngữ pháp te mo minai, nó hay đi với lại những cái động từ mang tính cố định, chẳng hạn như là động từ omou hoặc là động từ kangaeru. Đấy. Ví dụ như là kare ga gogaku shinakatta to omotte mo minakatta, tôi đã, tức là tôi đã không thể nghĩ rằng anh ta lại là người không đỗ, anh ta lại là người trượt, nên là chúng ta sẽ không chọn phương án số 3 nhé. Loại này. Vậy là chỉ còn 4 thôi. TO cự là làm trước, đúng không? À, cái việc mà luyện tập trước nhiều lần ấy sẽ giúp cho các diễn viên sẽ bình tĩnh khi ở trên sân khấu. Đúng rồi. Đây là một ngữ pháp N4. Câu số 32 này. Italia no bizutsu ten. Tokyo to bizutsukan wa kaichiku koji ni haeru koto to narimashita. O mochimashite o kawakiri ni kara itashimashite va ni motozuki. Chúng ta thấy về trước nó đang là triển lãm mỹ thuật Ý, đằng sau là cái bảo tàng mỹ thuật thành thủ đô Tokyo sẽ bước vào giai đoạn thi công tu bổ. Số 1 này, các bạn thấy omochimashite nó chính là cách nói khác của omotte. Omotte mang hai nghĩa, một là dùng công cụ cách thức để làm gì, thứ hai là đến hết cái này thì thực hiện cái hành động phía sau. Thì rõ ràng là chúng ta thấy trong trường hợp này là phù hợp về mặt nghĩa, đúng không? Có nghĩa là gì đây? Hết cái triển lãm mỹ thuật Ý ấy nhá. Cái đơn vị là bảo tàng mỹ thuật thủ đô Tokyo, họ đang tiến hành cái gọi là bảo tàng mỹ thuật Italia, triển lãm mỹ thuật Ý, và hết cái này họ sẽ không thực hiện những cái triển lãm khác nữa, mà họ sẽ đi vào cái gì nhỉ? Đi vào cái việc thi công tu bổ nó, nên là chúng ta phải chọn một. Câu này sẽ có thể nhiều bạn sẽ chọn hai. Các bạn nghĩ rằng là dùng Kawakiri ni, nhưng mà Kawakiri ni có nghĩa là hoạt động đầu tiên là mang tính mở màn, đằng sau là những hoạt động mang tính chất tương tự như thế, mở rộng thêm. Nếu như đằng sau nó là mở thêm những cái triển lãm về France hay là America, Chiêu Quốc cự vân vân thì đúng, nhưng mà đây là người ta không có làm nữa, người ta cai trị cự rồi, nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta chọn được hai, được hai sai. Câu số 3 là kara itashimashite, chính là karashite. Karashite có nghĩa là ngay từ, hoặc là nếu nhìn từ, xét từ quan điểm đều không phù hợp với nghĩa này. Nimotozuki có nghĩa là giống như là nimotozuite, có nghĩa là dựa trên, cũng không phải. Đúng đây phải là số 1. Đây là một câu thuộc kiến thức N1.
Tiếp theo chúng ta sang câu 33. Câu 33 này. Người A nói gì đấy? Người A nói là trường hợp mà trong cửa hàng đông đúc ấy thì bởi vì sẽ đôi khi phải làm sao đấy cho nên là hãy hiểu cho chúng tôi. Người B mới nói là tôi hiểu rồi cho nên là thử gì đây nhỉ? Thử mở cửa sớm xem thế nào. Đấy, có thể là người A là người trong cửa hàng và người nhân viên chẳng hạn, hoặc người chủ cửa hàng, người B là khách hàng nhá. Động từ các bạn đều thấy đây là động từ mát sự là chờ đợi đúng không? Vậy thì chắc chắn là chúng ta thấy là cái hành động chờ đợi này phải là hành động của khách hàng. Vậy là chúng ta phải dùng tôn kính ngữ. Đấy, vậy thì cái nào là đúng đây? Rồi chúng ta sẽ ôn lại một chút về tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ của cái động từ mát sự này, bởi vì là có thể là nó sẽ hỏi và các đáp án nó cũng khá là dễ gây nhầm lẫn này, các bạn lưu ý. Động từ mát sự này thì chúng ta có ấy, thứ nhất là xôn kê gộ tôn kính ngữ của nó. Này, ôn lại toàn bộ tôn kính ngữ khiêm nhường ngữ của động từ. Thì đầu tiên đó là dạng bị động. Matareru. Dạng thứ hai là gì đây? Dạng thứ hai đó là chúng ta thêm ô, đúng nhỉ? Omachi ni naru. Là dạng thứ hai. Dạng thứ ba đó là gì? Dạng thứ ba đó là Omachi itadaku. Đấy. Đây, ba cái này có nghĩa là đối phương là người chờ đợi nhá, dùng để tôn kính cái hành động của họ. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là phương án số 4 này, người ta dùng là omachi itadaku này, nó chính là matte itadaku. Bởi vì là quý khách sẽ phải đợi, đúng nhỉ? Chúng tôi sẽ nhận sự chờ đợi từ quý khách nên là hãy hiểu cho chúng tôi. Đúng, đây phải là 4 luôn, chọn được luôn này. Đó, vẫn ôn tiếp. Sonkei go nhá, nếu mà cái hành động ấy là matte iru ấy. Hành động là đang chờ đợi của người trên ấy, mà dùng dưới dạng tôn kính ngữ thì các bạn sẽ dùng dưới dạng omachi desu. Các bạn ghi nhớ cái này bởi vì là có thể người ta sẽ hỏi trong các cái dạng khác. Còn nếu là dạng thức bảo người ta hãy chờ đợi, thay vì nói là matte kudasai, thì cái này chắc là các bạn đều nhớ đúng không? Chúng ta sẽ nói là omachi kudasai. Đây là các dạng về tôn kính ngữ của động từ matsu. Tiếp theo, chúng ta có kenjo go, khiêm nhường ngữ của nó. Khiêm nhường ngữ thì không phức tạp bằng tôn kính ngữ. Khiêm nhường ngữ đầu tiên đó là chúng ta sẽ chia ô này. Omachi suru. Đấy, nha. Và chúng ta có dạng thứ hai. Đó là Omachi moshiageru. Đây. Nên là chúng ta sẽ, nếu mà nói là đối phương đang chờ, à nếu nói là mình đang chờ đúng không? Thay vì nói là matte imasu, mình sẽ nói là omachi shiteorimasu. Đây. Bằng matte imasu. Đó, đó là những cái kiến thức liên quan. Thì các bạn thấy là một omachi shite itadaku này không thể đúng được đúng không? Lại dùng ghép cả tôn kính khiêm nhường với nhau, hay là chia thẻ gì nhỉ? Omachi sarite, thẻ bị động. Thường là những cái phương án này nó gây nhiễu nhá, nó gây nhiễu, nó không tồn tại cái dạng như vậy. Đấy, nên là chúng ta sẽ không chọn nó. Đúng, đây phải là 4 mới là chính xác. Đây là một câu về kiến thức. N3. Tiếp theo câu số 34 này. Ở cửa soát soát vé của ga, người A nói này. Ôi, janai zo, hashiranai to tsugi no densha ni maniawanai. Chúng ta xem vế sau nhá. Vế sau nó là nếu không chạy đi thì không kịp chuyến sau đâu. Vậy thì đằng trước sẽ là gì? Đằng trước sẽ là cái nào đây? Một nobiri shite iru kurai. Chúng ta sẽ không có ngữ pháp kurai janai ở trong trường hợp như thế này. Thông thường kurai janai nó sẽ ở điểm câu. Ví dụ như là ichi oku en kurai janai to okanemochi to wa ie nai. Nếu mà không phải là mức gì nhỉ? 100 triệu yên ấy thì không thể nói là người giàu được. Nó dùng ở lửng câu, dùng để diễn tả nếu không phải mức phía trước thì đằng sau. Đây là đứng cuối câu, nó không phù hợp với nghĩa.
Không, nếu các bạn thử dịch là nếu không phải mức đang thong thả cũng không đúng. Sai. Câu số 2 nhá. Non mi dicite bai dạ nai. À đúng rồi. Không phải lúc đúng không? Ngữ pháp tay dự bai dạ nai đó là không phải lúc để làm điều đó, không phải lúc phù hợp để như vậy. Này, không phải lúc để thong thả từ từ đâu, nếu mà không chạy thì sẽ không kịp chuyến tàu đâu. Đúng, đây là hai, và nói luôn đây là ngữ pháp có thể coi là N0 các bạn ạ, bởi vì là các sách sẽ không có và thường chúng ta sẽ phải biết qua những cái tài liệu tham khảo hoặc là chúng ta biết ở cuộc sống. Đấy. Số 3. Nobilicite iru osore. Osore dạ nai không có, chúng ta chỉ có ngữ pháp osore ga aru có nghĩa là có nguy cơ, hoặc là osore ga nai là không có nguy cơ. Ví dụ như là kono jishin niyoru tsunami no osore wa arimasen, có nghĩa là không có nguy cơ sóng thần xảy ra do cái trận động đất này đâu, chứ không có dạng osore dạ nai nha. Nobilicite iru wake dạ nai. Wake dạ nai là không hẳn là, không phải là. Aizu ga kirai na wake dạ nai, không hẳn là tôi ghét nó đâu, không chính xác. Người A bảo là này, không phải lúc để thong thả từ tốn đâu, không chạy đi thì không kịp tàu điện đâu. Người B bảo là không sao, bởi vì động đất cho nên là cái lịch trình tàu chạy nó đang rối tung lên, chắc gì đã có tàu chạy ngay sau đó. Câu số 35 này. Ở phòng của hiệu trưởng nhá, người A nói như nào đó. Người A nói là Waga ko ni mo sora paneru wo tori tsukeru koto ni shita. Tôi đã quyết định là sẽ lắp cái tấm năng lượng mặt trời ở trường ta. Người B mới nói là vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được một chút điện rồi. Các dạng thức là okurebase toshite, okurebase ni oite, okurebase nagara và okurebase dat. Thì chắc chắn ở đây chúng ta sẽ phải chọn phương án 3. Đây là một biểu hiện mang tính chất cố định của ngữ pháp nagara. Nagara mo là cho dù muộn rồi nhưng mà tôi vẫn quyết định làm hành động phía sau. Nó tương tự như là zane nagara hay là shitsure nagara. Đấy, thì tương tự okurebase nagara cũng vậy. Đây là một câu về ngữ pháp N2. Các bạn sẽ thấy số 1 toshite là với tư cách này, nioite là ở tại giống đế, không phải dat là dạng gì nhỉ, dạng lửng câu của d a rự, không phải, chúng ta sẽ không lựa chọn nhé. Như vậy là chúng ta thấy là có từ kiến thức N4 đến tận N1 trong à đến tận N0 chứ, trong 10 câu này mọi người hãy ôn tập thật kỹ nhé. Tiếp theo là sang môn đai số 6, môn đai về xếp câu. Chúng ta cùng xem này, câu số 36. Jintai ga nanani ga okiru. Các từ senshoku tai nado ni o habiru to samazama na shogai hosha sen. Thì cái đề ngữ pháp hôm trước ấy chủ yếu là dựa vào nghĩa để chúng ta dịch, để chúng ta sắp được câu, nhưng câu này chúng ta lại dựa vào cái đặc điểm ngữ pháp. Các bạn nhìn thứ nhất, các bạn thấy nanani ga okiru là xảy ra cái gì đó, chúng ta sẽ cần một danh từ. Vậy ở đây có hai danh từ là số 3 và số 4. Số 3 là samazama na shogai, là những cái tổn thương, những cái chướng ngại, những cái khuyết tật, và số 4 là tia phóng xạ. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không nói là xảy ra tia phóng xạ được, vậy bắt buộc là số 3 phải đứng trước. Các bạn sẽ cho 3 ở đây là samazama na shogai. Tiếp theo các bạn nhìn tiếp nhé, các bạn thấy này, có số 2 là o abiruto và số 4 là hoshasen. Đấy, đây là một cụm cố định đi với nhau, chúng ta sẽ ghép được số 4 phía trước số 2. Số 2 là o abiru. Bình thường từ abiru là tắm đúng không? Nhưng mà trong trường hợp là dùng với tia phóng xạ ấy, thì nó có nghĩa là chiếu. Đấy, tiếp xúc. Vậy vấn đề ở đây là chúng ta sẽ xếp 1 4 2 3 hay là 4 2 1 3, thì các bạn sẽ thử. Đấy, giả sử các bạn cho 1 phía trước thì nó sẽ vô nghĩa đúng không?
Khi đó là nó sẽ nói là gì nhỉ? À, nếu như cơ thể người tiếp xúc với tia phóng xạ xong lại có nhĩ sensor ở các nhiễm sắc thể nó rất là vô nghĩa. Vậy là chắc chắn chúng ta sẽ không thể cho một trước được. Vậy thì thứ tự đúng của chúng ta sẽ phải là 4 2 1 nhá. 1 sẽ là ở sau đây, 1 sẽ là sen số cự tai này. Na đồ nhị. Đấy, thì như thế này sẽ chính xác và dịch nghĩa nó sẽ chuẩn. Thứ tự là 4 2 1 3, các bạn khoanh 1. Câu này có nghĩa là gì đây? Nếu như cơ thể người ấy nó nếu như cơ thể người tiếp xúc với tia phóng xạ thì sẽ xảy ra rất là nhiều cái tổn thương ở những nơi như là nhiễm sắc thể. Câu số 37 này. Chugoku no gatsuku chose no na subete ese uhiage roketo. Các bạn thấy có gatsuku thì đằng trước đây sẽ cần một danh từ. Ở đây chúng ta thấy có ba danh từ thỏa mãn, đấy là 1, 2 và 3. Nhưng mà tsuku đây là gắn kèm với thì chắc chắn phù hợp nhất phải là số 1. Chúng ta có là nao tsuke là đặt tên đúng không? Thì naga tsuku là được đặt tên. Đấy, chúng ta sẽ cho thằng số 1 ở trước ga tsuku nha. Chose hán tự là chữ trường và chữ chinh đấy. Chinh trong từ chinh chiến đấy. Chinh phục. Việt Nam mình cũng có đường Trường Chinh đúng không? Na này, đấy, được đặt cái tên Trường Chinh. Tiếp theo các bạn có Chugoku no. Vậy thì đằng sau nó phải là gì? Đằng sau nó phải là danh từ. Chúng ta thấy có ba danh từ Subete, Ese Uchiage và Roketo. Vậy thì xếp thế nào? Các bạn sẽ có bắt buộc là 3 phải trước 4. Bởi vì sao? Bởi vì Ese Uchiage là phóng vệ tinh. 4 là tên lửa, nó sẽ có một cụm cố định là Ese Uchiage Roketo là tên lửa phóng vệ tinh. Như vậy là chúng ta xếp được 3 trước 4 này. Đây, trong cùng một cái câu này cho đỡ bị mất. À, chúng ta chưa cố định được. 3 là Ese Uchiage. Sao lại ra cái này nhỉ? Và 4 là Roketo. Như vậy là chúng ta đã cố định được như này. Vậy là lại xảy ra tình trạng tương tự như câu 36. Đó là vậy thì số 2 sẽ ở trước số 3 hay là số 2 ở sau số 4? Đấy. Và chúng ta sẽ xếp thử. Nếu như mà số 2 đứng trước ấy, thì câu nó sẽ vô nghĩa. Vậy thì bắt buộc là số 2 nó phải đứng sau. Các bạn sẽ cho 2 ở sau đây nhá. Là sư BT. Thì câu này nó mới đúng nghĩa được. Câu này nghĩa là gì nhỉ? À, tên lửa phóng vệ tinh nhân tạo của Trung Quốc ấy thì tất cả đều được đặt cái tên, đều được gắn cái tên là Trường Chinh. Chúng ta sẽ chọn đáp án 2. Sư BT. Câu 38 này. Netto shop に提出する個人事業主としての開業届を税務署開業するには。 Các bạn thấy này, đang có 提出する là nộp, trợ từ đây là trợ từ に, vậy là nộp cho ai đó đúng không? Nộp cho cơ quan nào đó, vậy bắt buộc trước phải là ba. Nộp cho đây税務署nha, nộp cho sở thuế, cục thuế. Số 3 đứng ở đây. Tiếp theo các bạn có nhá. Các bạn thấy là đang là netto shop o đúng không? Vậy đằng sau đây phải là một động từ. Vậy rõ ràng là chỉ còn động từ phù hợp là động từ số 4. Chúng ta sẽ cho 4 trước. 4 là đầu tiên. Kaiyo.
Sự nghiệp ạ. Kaigyo là khai nghiệp, có nghĩa là bắt đầu sự nghiệp đấy. Bắt đầu. Để bắt đầu Netto Shop là kinh doanh shop online. Để bắt đầu kinh doanh shop online thì phải nộp cho sở thuế. Nộp cái gì đúng không? À, vậy thì còn 1 với 2 chúng ta sẽ xếp là 1 2 hay là 2 1. Ở đây đang có Tosteno, vậy bắt buộc đằng sau đây phải là danh từ. Vậy là 1 đứng trước 2 là phù hợp. Vậy chúng ta có 1 ở đây. Cô dính Gio Siêu Tosteno. Kéo ra một chút này. Và số 2 nhá là Kaigyo Todoke, là cái giấy đăng ký kinh doanh. Rồi, thứ tự là 4 1 2 3, các bạn khoanh 2. Câu này có nghĩa là để bắt đầu kinh doanh shop online ấy, thì cần phải nộp cho sở thuế cái giấy đăng ký kinh doanh với tư cách là chủ kinh doanh cá thể. Câu số 39 này. Chugoku wa Russia, America, Odorokaseta, Tasseshi, Sekai wo nitsuide, Yujin Uchuhiko wo. Trung Quốc này, Nga, Mỹ này, làm ngạc nhiên này, đạt được này, thế giới này. À, cái số 3 này chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ là nhầm, đánh nhầm là Nichite, không phải nha. Nichite là về, còn Nichide nó là tiếp theo, tiếp sau. À, nó là từ cái động từ tsugu ra. Đấy, thì sẽ là Nichide. Nhưng mà thường người ta không biết kanji bởi vì là ngữ pháp. Các bạn thấy ở đây, Trung Quốc, đây là Nga và Mỹ đúng không? Vậy thì chắc chắn là Trung Quốc là tiếp sau Nga và Mỹ, chúng ta sẽ có 3 đứng đầu tiên. Đấy. Các bạn có tiếp này. Làm ngạc nhiên, vậy thì phải là làm ai ngạc nhiên đúng không? Làm thế giới ngạc nhiên, các bạn sẽ có số 2. Đứng trước Odorokaseta. Vậy thì còn 1 và 4. Chắc chắn là chúng ta phải có 4 trước 1 rồi. 4 là Eugene Uchu Hiko đúng nhỉ? Ồ, có nghĩa là bay vào vũ trụ có người lái đấy. Và số 1 là Taseshi. Thứ tự là 3, 4, 1, 2 nhé. Khoanh 1. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Trung Quốc tiếp sau Nga và Mỹ đã thành công trong việc phóng tàu vũ trụ có người lái vào không gian và khiến cho cả thế giới kinh ngạc. Câu 40 này. Edo Jidai Shoki kara Nanani wa nennen heteiru sono shigoto. Ringyo ga gaizai no yūnyū niyori okonawarete iru ga. Các bạn đang thấy có là wa nên nên hệ tê. Vậy thì đây phải là một danh từ. Vậy chắc chắn nó phải là số 1. Chúng ta sẽ cho 1 ở đây. 1 là sono shigoto. Cái công việc đó nó đang giảm đi, cái lượng công việc nó đang giảm đi. Tiếp theo các bạn thấy có này. Edo jidai shoki kara là từ đầu thời Edo. Vậy thì trong những cái từ còn lại chúng thấy nhá, có số 2 và số 4. Là số 4 là dùng thể bị động và số 2 là dạng thức là một cái ngành nghề. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ xếp được luôn là gì đây nhỉ? Hai trước đúng không? Hai đứng đầu tiên là Ringyo ga. Đấy, số 4 đằng sau. Okona warete iru ga. Và số 3 sẽ đứng tiếp theo số 4 đúng nhỉ? Gaizai no yūnyū niyori. Thứ tự đúng là 2 4 3 1. Các bạn khoanh phương án 4. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Câu này có nghĩa là
Lâm nghiệp ấy thì được phát triển, được thực hiện từ đầu thời Edo. Thế nhưng mà do, nhiều đi là do này, do việc nhập khẩu các loại gỗ ngoại mà cái ngành đó nó đang ngày càng giảm đi. Rõ ràng lâm nghiệp là trồng rừng để lấy gỗ, bây giờ lại nhập ngoại gỗ vào thì nhu cầu giảm đi nên công việc giảm đi là đúng rồi. Bốn nhá. Chúng ta sang môn đai cuối cùng, môn đai số 7 của phần ngữ pháp, môn đai đục lỗ, các bạn hay gọi là môn đai đục lỗ đấy. Thì nhắc rất là nhiều lần rồi nhưng mà có bạn vẫn sẽ quên. Đấy là môn đai này không phải đọc hiểu và chúng ta sẽ không dành nhiều thời gian cho nó. Các bạn chỉ dành tối đa khoảng 5 đến 7 phút cho cái bài này thôi. Nếu các bạn dành nhiều thời gian sẽ không đủ để làm phần đọc rất là khó, rất là dài và nhiều điểm. Nên là hãy cân nhắc cẩn thận nhé. Với cái môn đai này ấy, thì thường là chúng ta sẽ không phải đọc hết mà chúng ta chỉ cần đọc cái câu chứa phần gạch chân. À xin lỗi, chúng ta sẽ chỉ cần đọc câu chứa cái phần khuyết thiếu đó, phần đục lỗ đó và những câu xung quanh thôi. Đấy, bây giờ chúng ta thử nhá. Trước hết là xem qua cái tiêu đề để hiểu được ý của bài này em nói về gì này. Tiêu đề của bài đấy là Gendai Shakai ni okeru Hontou no Yutakasa no Saiko. Saiko ở đây là chữ tái khảo, nghĩa là nghĩ lại, nhận thức. Nhận thức lại về cái sự giàu có thực sự ở trong xã hội hiện đại. Rồi chúng ta cùng xem cái đầu tiên này. Đây, các bạn nhìn cái câu này. Người ta đang để như sau này. Nihon keizai ga chōki低迷 kara nukke dasou to shiteru ima, yutakasa no imi o kangae naosu sagyō ga motomerarete iru. Đang đi với ima sẽ là một cái từ mà đang để trống. Các bạn thấy có này. Koso, made, yori và nimo đúng không? Vậy thì trong câu này chúng ta thử xem thật kỹ xem nó là gì nhá. Vế trước nó đang bảo này. Vế trước nó đang bảo là gì đấy nhỉ? Kinh tế Nhật Bản ấy đang cố gắng là thoát ra khỏi cái gì nhỉ? Cái tình trạng suy thoái kéo dài. Đây, Choki teme là tình trạng suy thoái kéo dài nhá. Đằng sau này. Đằng sau người ta bảo là nó đang yêu cầu, đúng không? Nó đang yêu cầu cái công việc, cái việc là phải suy nghĩ lại về ý nghĩa của sự giàu có. À, vậy thì để thể hiện cái sắc thái như vậy, chúng ta sẽ dùng cái từ gì? Chính lúc này, đúng không? Chính bây giờ. Đấy, thì cái việc này là cái việc được yêu cầu hơn bao giờ hết. Thì chúng ta phải dùng từ koso mới là phù hợp. Chúng ta sẽ chọn ichiban, đúng không nhỉ? Bởi vì sao? Thứ nhất là về nghĩa vừa dịch như vậy. Với lại thứ hai ấy, là đằng trước này, người ta đặt ra một loạt câu hỏi. Cái sự giàu có thực sự nó là gì? Đấy. Vậy thì chính lúc này chúng ta sẽ phải làm sao? Phải suy nghĩ lại về ý nghĩa của nó. Chúng ta sẽ lựa chọn một là chính xác nhất nhé. Cô sổ dùng để nhấn mạnh chính bây giờ chứ không phải lúc nào khác. Còn ima made ấy, nó là đến bây giờ, đến lúc này. Thông thường nó dùng đơn chứ chẳng mấy khi nó dùng là bổ nghĩa trước ima made như vậy. Ima yori có thể là so sánh cái lúc nào đó hơn bây giờ hoặc là giống là ima kara mang dạng lịch sự. Từ bây giờ cũng không phải. Ima ni mo thì nó dùng với lại soda mà nghĩa là sắp. Đấy, ví dụ như là ima ni mo ame ga furi soda có nghĩa là trời sắp mưa đến nơi rồi, hay là ima ni mo hi ga kie soda ngọn lửa nó sắp tắt đến nơi. Đây không phù hợp, không có biểu hiện soda ở câu nên là đúng nhất phải là số 1. Tiếp theo câu số 42 này. Câu số 42 các bạn xem nhá. Đây, câu như sau. Kyoaku jiken ga tahatsu shi kosto o kakete demo gì đó という親が増えているからだ。Bởi vì đang tăng lên những cái bậc phụ huynh mà nói rằng này, bởi vì này xảy ra rất nhiều các cái vụ án dã man hung bã, cho nên là nhiều phụ huynh nói rằng là cho dù phải bỏ ra chi phí lớn ấy thì đằng sau làm sao đấy. Số 1 là muốn giám sát con, số 2 là muốn mua cái sự an toàn cho con, số 3 là không muốn con thua ai và số 4 là muốn cho con tự do. À chúng ta bắt đầu thấy manh nha cái ý rồi đúng không? Nhưng mà thực ra cũng chưa thể chọn ngay được đâu. Ở đây các bạn thấy có cái đuôi câu nó dùng karada là bởi vì, vậy nó đang giải thích cho câu trước, vậy chúng ta cần phải đọc câu trước nữa nhá. Câu trước nữa các bạn thấy là người ta nói này. Đây. Người ta nói là atarashii bohan business ga tsugitsugi umarete iru. Đó là các gì nhỉ?
các cái mô hình kinh doanh phòng chống tội phạm nó được ra đời liên tiếp. Các bạn thấy là có này, phòng chống tội phạm này, đúng chưa? Các vụ án liên tiếp xảy ra đấy. Rồi như vậy là chúng ta thấy là liên quan đến cái này thì chắc chắn đúng nhất của nó phải là số mấy đây? Chúng ta sẽ loại trừ được ngay số 3. Không muốn cho con thua ai hay là muốn cho con được tự do đúng không? Còn số 1 với số 2. Thì cái số 1 là giám sát con và số 2 là muốn mua sự an toàn. Có người sẽ nghĩ là 1, có người sẽ nghĩ là 2, nhưng mà đúng nhất phải là số 2 mới thể hiện cái tính chất như vậy. Bởi vì sao? Trong bối cảnh nguy hiểm như vậy thì mình đang làm mọi thứ để gì nhỉ? Để cho con được an toàn, chứ không phải là chỉ đơn thuần là giám sát con. Hoặc không, các bạn đọc tiếp này, các bạn thấy là câu ở trong cái câu ví dụ ấy nó có cái câu như này nhá. Đây. Có câu như thế này. Shupi wa fuete mo oya ga mamoru shikanai. Dù chi phí có tăng lên thì bố mẹ cũng chỉ còn cách là bảo vệ con. Đấy, bảo vệ con chính là mua sự an toàn cho con. Nó giống như là cái costo kakete de mo, nên là đúng nhất của chúng ta sẽ phải là số 2, hoàn toàn hợp lý đúng không? Câu 43 này, à 43 và 42 rất là gần nhau. Các bạn thấy câu số 43 nha. Câu 43 hình như là một câu kể lại à? Các bạn thấy có dấu ngoặc này. Rồi đọc tiếp câu này xem người ta nói gì nhá. Người ta nói ở trong cái ngoặc này, không thể dựa vào cái người ở khu vực, những người mà không biết con, không biết mặt con mình này. Dù chi phí có tăng lên nhưng mà bố mẹ cũng chỉ còn cách là phải bảo vệ con. Một cái người gì nhỉ? Một cái nhân viên công ty nữ. Đấy, một người nhân viên công ty là nữ giới, làm việc tại quận Edogawa, thủ đô Tokyo. Khi mà đến thăm cái quầy bán Landoseru, ở đây là cái cặp cứng để chống gù ấy các bạn. Các bạn thấy là phim mà trẻ em Nhật nói đeo ấy, từ này không phải là cái cặp mềm ca băng bình thường. Đã nói như thế ấy. Vậy thì 43 là cái gì? Ikoshita này tốt hơn hết là không phải. Không phải là lời khuyên, loại. Tội ý có thể nói rằng, rõ ràng là người ta đã nói như vậy chứ không phải là có thể nói rằng, loại. Số 3 Nikimate chắc chắn là đã nói rằng. Đây không phải là phán đoán đúng không? Loại luôn. Đúng ở đây phải là số 4. Tono Kotoda. Chính là tối ưu Kotoda. Nghe nói là truyền một cái thông tin nhá. Trích dẫn lại một cái thông tin, kể lại một thông tin. Sẽ dùng cái này. Hay dùng trong kiểu báo chí đấy. Ở đây người ta đưa ra một cái ví dụ về một người phụ nữ đã nói thế. Thì chúng ta sẽ dùng Tono Kotoda. Đúng ở đây là số 43. Tiếp theo câu 44 này. Câu cuối cùng. Các bạn xem kỹ cái câu này. Người ta bảo là nhờ cái việc hợp lý hóa tái cơ cấu thì cái thành tích kinh doanh ấy nó đã phục hồi. Thế nhưng kết quả của việc cắt giảm nhân sự ấy, thì kết quả của quá trình này là gì? Các bạn thấy này, các câu số 1 và số 2 dùng để đánh giá này, chỉ là lời phàn nàn hay là chính là cái trách nhiệm. Kết quả phải là một cái sự việc gì đó xảy ra chứ không thể là một cái đánh giá như thế này được đúng không? Chúng ta sẽ thấy là 1 và 2 là không chính xác. Vậy là còn 3 với 4 nhá, là rõ ràng đang thể hiện cái kết quả là tăng hay giảm đây này. Chúng ta thử xem cái nào phù hợp. Số 3 nó bảo là cái gì nhỉ? Là cái gánh nặng tới người nhân viên ấy ngày càng tăng. Và số 4 là cái gánh nặng lên người nhân viên là chỉ còn cách giảm đi. Thì rõ ràng chúng ta xem thử cái đằng sau nó nói gì. Đằng sau nó nói là tăng lên những người mà gì nhỉ? Chịu thương tổn về sức khỏe, thể chất tinh thần do stress và áp lực, lo lắng. Vậy thì đây phải là tăng lên. Vậy là chúng ta sẽ loại trừ 4. 4 là không chính xác, không phải là giảm đi mà phải là tăng lên, nên là đúng ở đây là 3. Đó thì đó là cách làm nhanh của cái bài môn đài này. Nhưng mà để làm được như vậy thì các bạn cần rất là chắc các kiến thức cơ sở nhá. Nên nếu các bạn cảm thấy là mình chưa được chắc như vậy thì các bạn hãy có chiến thuật làm bài hợp lý, có thể là chỉ dành tối đa 5 7 phút để làm thôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bài này xem là nội dung nó viết về cái gì. Đây là một bài tương đối là hay và ý nghĩa đấy các bạn. Chúng ta ấy thì từ trước đến nay này cứ luôn nghĩ rằng chính cái sự tăng trưởng kinh tế ấy, nó là cái nguồn gốc của sự giàu có. Thế nhưng mà đà gà nhưng mà
Nhưng mà một cái hiện tượng nó nổi cộ đấy, một hiện tượng nó đang nổi bật chúng ta không thể chối cãi, đấy là gì? Đấy là sau 15 năm kể từ khi Bà Bư Rự là bong bóng kinh tế nhá, từ kể từ khi bong bóng kinh tế sụp đổ ấy đấy, thì cái Cocoromi là cái thử nghiệm để đưa nền kinh tế trở lại cái quỹ đạo tăng trưởng. Đấy, cái thử nghiệm mà đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng ấy sau 15 năm vỡ bong bóng kinh tế ấy, thì nó sản sinh ra những cái hizumi, những cái lệch lạc, những cái méo mó ở trong xã hội, chẳng hạn như là làm tăng cái khoảng cách của giàu có, của sự giàu có này, giàu nghèo này. Vậy thì cái sự giàu có thực sự nó là cái gì? Và cái con đường mà dẫn đến một cái đất nước hạnh phúc, mọi người có thể yên tâm sống thoải mái và yên tâm, nó nằm ở đâu? Chính cái lúc này, cái lúc mà kinh tế Nhật Bản đang cố gắng thoát khỏi cái tình trạng trì trệ kéo dài ấy, thì cái việc xem xét lại ý nghĩa của sự giàu có ấy, nó đang được yêu cầu, nó được coi là cần thiết. Đấy. Đoạn đầu tiên là vậy nhá. Tiếp theo đoạn thứ hai này. Đoạn thứ hai người ta bảo này, ở trong cuộc cạnh tranh thương mại, đây có từ Shosen, thương chiến có nghĩa là thương mại, cạnh tranh thương mại. Ở trong cuộc cạnh tranh thương mại trong kỳ nhập học mùa xuân này ấy, thì cái sản phẩm cặp, đúng nhỉ, cặp sách GPS nó đã tập trung cái sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Cái cặp này ấy là cặp Yasutai Pudae Samman San Zenen, cái cặp giá rẻ chỉ có 3 man 3 sen thôi. Nó làm sao đây nhỉ? Nó đính kèm Tamatsu là các thiết bị. Đấy, nó đính kèm thiết bị định vị. Và cái thiết bị đó nó chỉ có cái kích cỡ là như một cái tấm danh thiếp thôi. Nó sử dụng vệ tinh nhân tạo, có thể xác định được cái độ chính xác. Này, cả Kinin Đề Ký Tự nhá. Nó có thể xác định được cái gì? Xác định được cái vị trí của đứa trẻ từ điện thoại di động cũng như là từ máy tính của bố mẹ với độ chính xác lên tới 5 mét. Đấy, có nghĩa là bố mẹ có thể biết vị trí của con mình ở đâu với độ chính xác sai số là 5 mét nếu như con mình đeo cái cặp đó bật cái thiết bị này. Tiếp theo này, người ta bảo là nó đắt hơn vài nghìn yên so với những cái sản phẩm bán chạy khác. Tuy vậy, Yaku Gosen Seto Ureta nhưng mà đã bán được 5.000 set. Trọng tâm tập trung vào các thành phố lớn như là Tokyo và Osaka. Hiện nay thì nhà sản xuất, nhà chế tạo ấy đang sản xuất không kịp và họ nói rằng là cái số bán ra năm sau ấy có lẽ là sẽ tăng lên một con số ví dụ như là đang từ 2 thành 3, đang từ 3 thành 4 ấy. Đấy, ví dụ năm nay là được 200 sản phẩm, năm sau được 1.000 sản phẩm, lên tận từ 3 lên 4 rồi. Và tiếp theo là gì đây? Rất là nhiều hình thức khác nữa, như là gì nhỉ? Như là cái dịch vụ bảo vệ dành cho trẻ em này, hay là gì đấy, hay là cái việc quản lý togeko, là toko là đến trường đi học, geko là nghỉ học, cái việc quản lý việc đi học hay là nghỉ học của trẻ mà sử dụng cái nhãn IC. Tất cả những cái này đều là gì đây nhỉ? Đều là những cái hình thức kinh doanh phòng chống tội phạm mới lần lượt được ra đời, là bởi vì các vụ án nghiêm trọng xảy ra liên tiếp và bố mẹ lo. Và tăng lên các bậc phụ huynh nói rằng là cho dù có phải mất tiền đi chăng nữa, mất chi phí đi chăng nữa thì vẫn muốn mua cho mình, vẫn muốn con mình được an toàn. Và nghe nói là có một nữ nhân viên công ty thuộc quận Edogawa, thủ đô Tokyo ấy, khi mà đến cái cửa hàng bán sản phẩm cặp này đã nói là không thể nào mà trông cậy vào, không thể nào mà tin tưởng được vào cái người mà cái người ở địa phương họ còn không biết cả mặt con mình, cho nên là chi phí có tăng lên thì bố mẹ cũng phải tìm cách để bảo vệ con đấy, mua cho con cái cặp này để định vị được vị trí của nó nhá, không phải là giám sát mà là gì nhỉ, mà là để con được an toàn đấy. Tiếp theo này, một người vợ này lặng lẽ
đắp chăn cho chồng. Chồng là người mà gì đây nhỉ? Đang ngủ gục ở trước tivi do mệt lả vì làm thêm không lương. Từ xa biết sự giang dầu nó không phải là làm thêm dịch vụ đâu các bạn nha. Đây là làm thêm không lương đấy. Người chồng làm việc tại một công ty thực phẩm ở Kansai. Rất là nhiều khi ngày nghỉ cũng phải đi làm. Và Rokuninai có nghĩa là không tử tế, không ra hồn này. Và không được chơi với con, đúng nhỉ? Không được chơi với con đúng nghĩa. Không được chơi với hai đứa trẻ đúng nghĩa. Một đứa 3 tuổi, một đứa 7 tuổi. Vợ ca thán là ngày thường ấy, ngày trong tuần ấy, thì chúng tôi thì hoàn toàn là một gia đình. Chỉ có mẹ với con thôi. Bố đi làm mà. Đấy. Và bối cảnh là gì đấy? Bối cảnh là các công ty Kyo này, các công ty mà chịu sự gì đây nhỉ, chịu sự chỉ đạo đấy, chịu sự chỉ đạo phải xem lại cái việc cái tiền làm thêm giờ không lương ấy đấy, bởi gì đấy, bởi Rodo Kijun Kantokusho, đó là Sở Thanh tra tiêu chuẩn lao động nhá. Các công ty này bị gì nhỉ? Bị chỉ đạo, bị sở chỉ đạo và đã phải trả trên 100 man, đúng nhỉ? À xin lỗi, không phải là trên 100 man. À đúng rồi, trên 100 man thì tiền làm thêm giờ. Những cái công ty có 1.184 công ty đã bị sở thanh tra tiêu chuẩn lao động yêu cầu điều chỉnh và trả thêm tiền làm không giờ không lương. Đấy, và tổng con số là lên tới bao nhiêu? Lên tới là 240 ốc yên, 24 tỷ yên vào năm tài chính 2003. Rất là khủng khiếp đúng không? Nhờ vào việc tái cơ cấu cho nên là thành tích kinh doanh của các xí nghiệp ấy đã phục hồi, nhưng mà kết quả của việc cắt giảm nhân sự thì gánh nặng đối với các nhân viên ngày càng tăng và rất là nhiều người bị ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần, thể chất do lo lắng và căng thẳng. Thì đấy là nội dung bài này nhé. Các bạn không, khi đi thi các bạn không đủ thời gian để làm, để đọc hiểu hết cái nội dung này đâu. Các bạn chỉ cần chọn nhanh thôi, làm tối đa 5-7 phút, nhớ đấy. Đây là dịch thêm để các bạn hiểu được cái bài này nói gì. Một bài đọc cũng tương đối ý nghĩa, không phải là giàu có là tất cả. Mọi thứ đều có đánh đổi đúng không? Giàu có đổi lại là làm thêm rất nhiều, đổi lại là một số cái bất cập. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi các video bài học của anh CC cũng như là theo dõi các cái bài đăng ở trên fanpage trên kênh YouTube. Chúc các bạn ôn tập thật tốt.